Sony trước giờ thường có rất nhiều sản phẩm tai nghe khác nhau trong cùng một phân khúc. Tuy nhiên, chỉ riêng phân khúc tai nghe True Wireless thì Sony chưa thực sự đa dạng sản phẩm cho lắm. Ở phân khúc cao cấp thì đã có series WF-1000X, ở phân khúc thể thao thì đã có WF-SB800N. Tuy nhiên, ở phân khúc tầm trung, đặc biệt là giải sản phẩm Extra Bay cực kỳ thịnh hành thì Sony lại chưa có bất kỳ một chiếc tai nghe True Wireless nào. Mãi cho tới giữa năm nay thì Sony mới chính thức ra mắt chiếc tai nghe True Wireless đầu tiên ở phân khúc tầm trung và cũng là chiếc tai nghe True Wireless đầu tiên trong giải sản phẩm Extra Bay của mình. Và đó cũng chính là chiếc tai nghe mà mình sẽ review cho các bạn trong video ngày hôm nay, chiếc Sony Extra Bay WF-XB700 đang được bán trên thị trường với giá khoảng hơn 2 triệu đồng, nằm trong phân khúc có rất nhiều sản phẩm cạnh tranh. Và để xem thử là chiếc tai nghe này có gì hay ho, xin mời các bạn theo dõi trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. WF-XB700 lại là một chiếc tai nghe được Sony thiết kế hoàn toàn mới, thay vì được làm giống như kiểu của WF-1000XM3 hay là SB800N. Hộp đựng của tai nghe được làm gọn hơn rất nhiều, cầm rất là vừa vặn trong tay. Và nếu nhìn từ phía trước tới á, thì nhìn giống như một viên thuốc với cái phần đáy này được vác phẳng để khi mà mình bỏ lên bàn á, thì nó không có bị lăn qua lăn lại và cũng ít sợ bị trầy hơn nữa. Mà nói tới trầy á, thì chắc là cái cây này cũng khó bị trầy lắm bởi vì toàn bộ phần vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa nhám. Và cho dù chất lượng gia công và hoàn thiện nó không được cao cấp giống như là WF-1000XM3 hay là SB800N, nhưng mà tính ra ở một khúc giá này á, theo như mình thấy như vậy nó khá là ổn rồi. Mình thích nhất là phần nắp của WF-XB700 này, nắp được làm hơi trong mờ để khi mà mình lấy tai nghe ra vô á, hoặc là cắm sạc có thể nhìn xuyên qua để thấy được cái đèn báo nào ở bên trong luôn. Cảm giác đóng mở nắp á, thì như mình thấy nó không được nhẹ nhàng cho lắm. Có vẻ như Sony chỉ dùng ngám nhựa để giữ cho cái nắp nó đóng hoặc là mở ra hết cỡ, chứ không phải là dùng nam châm để giữ như trên các tai nghe True Wireless hiện tại phổ thông trên thị trường. Phía mặt sau cây thì Sony trang bị cho WF-XB700 một cái lỗ cắm sạc chuẩn USB Type-C. Ở bên trong cây thì hai tai nghe được giữ bằng nam châm rất là chắc, chỉ cần để tai nghe lại gần vị trí sạc là nó sẽ tự hít vào rất là chắc chắn, không lo bị rớt hay là tiếp xúc sạc không tốt. Chất liệu nhựa bên ngoài của củ tai cùng loại với chất liệu của hộp sạc, kết hợp với một chút nhựa bóng ở cái phần giữa. Theo như mình thấy thì các mối nối giữa các phần với nhau rất là liền lạc. Và nói chung á, là chất lượng hoàn thiện của hai củ tai theo mình đánh giá là rất tốt, không có gì phải phàn nàn ở đây cả. Thiết kế của củ tai thì vẫn theo đúng phong cách của Sony, vẫn còn nguyên cái cục gù ra khi mà đeo lên tai. Về độ chắc chắn và độ fit của tai nghe khi đeo á, thì mình đánh giá cao WF-XB700 hơn so với hai chiếc WF-1000XM3 và SB800N. WF-XB700 được chia làm hai nửa. Nửa bên trong được thiết kế để bám vào trong vành tai của người dùng, còn nửa bên ngoài á, thì nó sẽ lồi ra bên ngoài khi đeo lên tai giống như vậy này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Ngày trước á, lúc WF-1000X hồi đầu mới ra thì mình cứ nghĩ là Sony phải làm tai nghe lồi ra nhiều như vậy để chứa cái linh kiện cao cấp, cảm biến rồi chống ồn các kiểu. Nhưng mà hiện nay đã có rất nhiều tai nghe được tích hợp rất nhiều công nghệ mà vẫn có thể nằm gọn trong tai hơn rất là nhiều so với những chiếc tai nghe của Sony. Cho nên mình nghĩ cái này chắc là kiểu mấy ông Sony thích làm vậy thôi, chứ còn cũng không phải có lý do gì mà không thể làm gọn hơn được. Về cảm giác và độ fit khi đeo á, thì mình có thể cho WF-XB700 tầm 7.5. Còn chuyện gọn nhẹ hay thời trang á, thì cái này chắc là để cho các bạn xem video tự đánh giá nha. Tuy nhiên dù tai nghe fit khá là tốt và là dạng nhét tai, nhưng mà cái chất lượng cách âm của WF-XB700 lại khá là tệ. Đôi khi mình chỉ muốn nghe nhạc nhẹ nhàng và thư giãn trong văn phòng, nhưng mà dù đã đeo fit hết cỡ rồi, mình vẫn có thể nghe khá là rõ tiếng ồn và tiếng mọi người nói chuyện ở xung quanh. Pin của WF-XB700 theo mình sử dụng thực tế khá là đúng với thông số mà hãng công bố, tức là khoảng 9 tiếng nghe nhạc liên tục ở mức âm lượng tầm 50-60%. Đi kèm với hộp sạc thì các bạn sẽ có thêm 9 tiếng nữa, tổng cộng là 18 tiếng sử dụng, với thời gian sử dụng liên tục lên đến 9 tiếng, tương tự như là chiếc SB800N. Thì hiện tại Sony WF-XB700 là một trong số những chiếc tai nghe có thời gian sử dụng liên tục lâu nhất hiện nay trên thị trường. Và nếu như lỡ hết pin á, thì tai nghe cũng hỗ trợ sạc nhanh 10 phút để có thể sử dụng được 1 tiếng đồng hồ. XB700 là một chiếc tai nghe sử dụng Bluetooth 5.0, cho nên khi sử dụng với các thiết bị cũng hỗ trợ chuẩn Bluetooth này á, thì thay vì truyền tín hiệu lên một tai chính xong mới qua tai phụ, thì giờ tín hiệu sẽ được truyền lên song song lên cả hai tai, giúp giảm độ trễ tối đa và hạn chế tình trạng mất tiếng như trên các tai nghe True Wireless đời cũ. Theo như mình sử dụng thực tế với chiếc iPhone 8 Plus của mình thì độ trễ tai nghe rất là thấp, gần như không thể nhận ra khi mọi người sử dụng để nghe nhạc, xem clip trên YouTube. Anh em nào mà hay chơi game và không quá khó tính ở khoảng độ trễ thì mình thấy là tai nghe này có thể sử dụng để chơi game cũng khá là ổn á. Dù đây không phải là một chiếc tai nghe chuyên thể thao, nhưng được cái là Sony cũng vẫn tích hợp chuẩn chống nước IPX4, có thể chống được mồ hôi và nước văng nhẹ vào tai nghe.
Tức là ngoài sử dụng bình thường ở nhà hay là văn phòng thì mọi người có thể sử dụng chiếc tai nghe này để chạy bộ, đạp xe hay là tập gym đều rất là ok, không sợ mồ hôi làm hư hỏng tai nghe. Chất lượng mic đàm thoại của WF-XP700 cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Nói chung là đủ để nghe gọi điện thoại, không có gì quá đặc biệt, cho nên là mình sẽ không đi sâu hơn ở cái khoản này. Nhắc tới dòng tai nghe XP thì chắc là mọi người cũng không còn quá xa lạ với những chiếc tai nghe từng bán rất chạy như là XP50AB, XP55AB hay là XP450, XP550AB. Với chất âm được nhấn cực kỳ nhiều vào dải bass, gần như là ngoài bass ra thì không còn gì để nói ở những chiếc tai nghe này nữa. Kiểu như XP sinh ra chỉ để dành cho những bass head chính hiệu mà thôi. Tuy nhiên với WF-XP700 thì sẽ có hơi khác một chút. Dù vẫn là một sản phẩm trong dòng XP, nhưng Sony đã tiết chế bớt dải bass đi rất là nhiều so với trước đây. Bass của chiếc tai nghe này mặc dù vẫn được nhấn rất là rõ ràng, nhưng lại không bị quá mạnh và lấn át các dải còn lại. Bass đánh rất là căng và tràn đầy năng lượng, đầy đủ cả mid bass và đặc biệt là sub bass. Nghe EDM hoặc là những bài nhạc epic ở âm lượng hơi lớn một chút á, chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy rất là hứng khởi với chất bass gần như những chiếc tai nghe full size và cực kỳ sâu của chiếc tai nghe này. Tốc độ của bass cũng rất là tốt, không bị cảm giác ù rền hay là lề mề ở những bài nhạc có tiết tấu nhanh. Với mình, nếu chỉ tính riêng dải bass, WF-XP700 đã làm tròn xuất sắc nhiệm vụ của một chiếc tai nghe XP chính hiệu rồi. Thường thì ngoài dải bass ra, còn lại dải mid và chép thường không được quan tâm nhiều khi nhắc đến một chiếc tai nghe XP. Nhưng phải nói là Sony đã làm quá tốt khi dải bass dù nhiều và hoành tráng nhưng lại không hề lấn dải mid và làm chìm dải chép. Mid và chép của XP700 được tune khá là cân bằng, trung tính và độ chi tiết tốt. Thường các tai nghe XP trước đây hay có dải mid bị lùi và rất là chói, dải chép thì bị cắt gọt rất là nhiều dẫn đến hiện tượng sạn và đánh rất là thô. Giờ hai cái dải này ở trên WF-XP700 lại rất tự nhiên, mid vừa đủ, không bị lùi cũng không quá tối, không gây cảm giác mệt đầu khi nghe lâu, nhất là với những bạn hay nghe podcast nhiều. Dải chép dù không được mượt mà và đáp ứng tốt như WF-XP3 nhưng ít nhất dải này cũng không bị chìm và cũng không bị cắt quá sớm, vẫn đủ để nghe rõ âm thanh và vị trí những tiếng chiên, tiếng chuông thanh, kết hợp với lại dải bass trầm và sâu, tạo cảm giác không gian âm nhạc rộng mở hơn cho chiếc tai nghe. Nói chung lại, WF-XP700 là một chiếc tai nghe đúng với bản chất XP, đó là chất âm vui vẻ, dễ nghe, phù hợp để nghe tạp, nhất là những thể loại nhạc sôi động. Tuy nhiên với mình đây giống như là một phiên bản XP 2.0 với chất âm được trau chuốt hơn, hay hơn và có lẽ là sẽ giúp thu hút được nhiều đối tượng khách hàng hơn ngoài những bass head chính hiệu. Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu mọi người quan tâm tới giá cả và nơi bán thì mình có để link bên dưới phần description để mọi người tiện tham khảo nha. Cuối cùng, nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người có thể để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.